Xin chào các bạn. Chuyên đài đại diện nhan sắc Việt liệu sẽ tiến rất xa tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2022. Phùng Trương Chuyên đài sinh năm 1992, quê quán thành phố Hồ Chí Minh, là một người mẫu Hoa hậu chuyển giới Việt Nam Miss International Queen Việt Nam 2020, đại diện nhan sắc Việt tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2022 Miss International Queen diễn ra tại Thái Lan từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 6 năm 2022. Với chiều cao 1m71, số đo 3 vòng ấn tượng 90-62-91, cô được đánh giá cao về tài năng cũng như nhan sắc lai tây cuốn hút. Làn da nâu khỏe khoắn cùng nụ cười tỏa sáng cũng giúp Chân Đài ghi điểm với công chúng. Chân Đài là con trai út trong một gia đình có 6 người con tại quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhỏ, Chân Đài đã nhận thức giới tính thật và muốn chuyển giới. Năm lên 10, cô bắt đầu đi hát kiếm tiền và phụ mẹ buôn bán nước mía. Năm 13 tuổi, Chân Đài quyết định tiêm hormone, đến năm 15 tuổi thì làm phẫu thuật chuyển giới. Từ năm 2015 đến năm 2019, Chân Đài sinh sống và làm việc tại Mỹ. Cô theo học chuyên ngành chuyên viên chăm sóc da của trường Asian American Beauty College. Khi ở Mỹ, cô từng làm qua nhiều công việc như phục vụ bàn, thu ngân, thợ làm nail, người mẫu ảnh và tham gia trình diễn thời trang ở Việt Nam cũng như các sự kiện dành cho cộng đồng người Việt ở Mỹ. Năm 2020, Chân Đài từ Mỹ trở về Việt Nam để tham dự cuộc thi Đại sứ hoàn mỹ 2020 Miss International Queen Việt Nam. Sau hơn 3 tháng tranh tài, người đẹp chính thức trở thành tân hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020. Á hậu 1 thuộc về Lương Mỹ Kỳ và Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Phạm Tường Vi. Với tài năng, nhan sắc và bản lĩnh, Chân Đài được kỳ vọng sẽ lập nên thành tích tại đấu trường nhan sắc dành cho người chuyển giới quốc tế như những gì Hoa hậu Hương Giang đã làm được năm 2018. Phùng Trương Chân Đài từng nói, người chuyển giới và đồng tính là một trong những người bình thường đóng góp những điều tích cực cho xã hội và mọi người công nhận điều đó. Chúng ta hãy tin vào điều bản thân làm. Hôm nay tôi đứng đây là một câu trả lời. Tôi muốn đem hình ảnh, tiếng nói của tôi góp phần làm cho cộng đồng LGBT ngày càng lớn mạnh và sự kỳ thị giảm dần để người chuyển giới Việt Nam sẽ được sống, được làm việc và được hạnh phúc như mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, share và subscribe kênh Góc Tám Văn Hóa để nhận những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.